Dạ, kính bạch sư, cho phép chúng con được hỏi như sau. Ở lớp Thanh Tịnh Đạo tại chùa An Lạc, phần sư giảng về giới thứ năm, sư có đề cập rằng khi đã uống rượu rồi ngủ thì phạm giới không uống rượu, kèm giới tà dâm. Chúng con thắc mắc là tại sao phạm giới tà dâm vậy ạ? Mong sư hoan hỷ giải đáp giúp con. Chúng con xin tri ân sư. Bởi vì ngài Ananda, cái vị Ananda sau, tức là cái vị biên soạn cái bộ Tika, chúng ta có ba thuộc về cái tạng kinh đó, chúng ta có ba là chánh tạng nè ha, Athakatha Tika, thì cái vị là biên soạn cái bộ Tika đó, thì vị trưởng lão đó nói như thế này: cái sự uống rượu á, mà được ghép chung vào ác nghiệp tà dâm là bởi vì nó có đối tượng tương tự với tà dâm, và sự uống rượu cũng được ghép chung vào trong 10 ác nghiệp bởi nó là nhân tạo nên 10 ác nghiệp. Tức là cái đối tượng của cái việc uống rượu và đối tượng của cái nghiệp và tà dâm nó là tương tự như nhau, cho nên là nếu như mình uống rồi mình ngủ thì nó sẽ mang cái nghiệp tương tự như là cái nghiệp tà dâm ha. Rồi không biết là đại đức Tuệ Tường có chia sẻ gì hay không, hay là cho qua. Hello, hello. Rồi, cô